Xin chào, video này thì Diệu Thông Minh xin gửi tới các bạn chương trình khuyến mại đặc biệt nhân dịp mừng sinh nhật 1 tuổi showroom 602 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây đúng 1 năm thì ngày 28 tháng 3 năm 2015, Diệu Thông Minh chính thức khai trương showroom thứ 2 tại khu vực phía Nam sau showroom 392 Hoàng Diệu, phường 5, quận 4, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng tại khu vực Hồ Chí Minh. Trải qua 1 năm hoạt động thì showroom 602 Lê Hồng Phong được xây dựng với chuẩn nhận diện thương hiệu màu cam trẻ trung, đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, lễ phép tận tình, trở thành một trong 4 showroom quan trọng ở khu vực phía Nam, đã phục vụ hàng nghìn lượt khách hàng, mang đến sự hài lòng qua chất lượng sản phẩm và dịch vụ đi kèm. Nhân dịp này thì chương trình khuyến mại của Diệu Thông Minh sẽ áp dụng từ ngày 28 tháng 3 đến 31 tháng 3 năm 2016 với nhiều chương trình ưu đãi giảm giá đặc biệt dành cho các bạn đến mua hàng tại các showroom trên toàn quốc. Trong ngày 28 tháng 3 thì hệ thống sẽ có khuyến mại đặc biệt dành cho các bạn mua iPhone cũ, tặng ngay gói bảo hành 12 tháng thay vì 6 tháng đã được áp dụng. Tặng combo ốp lưng thời trang dán cường lực trị giá 350.000 cho tất cả khách hàng khi mua iPhone. Đặc biệt, với 5 khách hàng mua iPhone đầu tiên trong ngày 28 tháng 3 năm 2016 tại showroom 602 Lê Hồng Phong sẽ được tặng ngay gói bảo hành vàng cả nguồn và màn hình trong vòng 18 tháng, thời gian bảo hành tăng gấp 3 mà Di động Thông Minh đã áp dụng. Không dừng lại ở đó, hệ thống còn phổ cập smartphone Samsung ở mọi phân khúc giá cùng nhiều quà tặng giá trị. Galaxy Note 5 mới chỉ còn 11.290.000. Máy đẹp 99% chỉ còn 8.990.000. Siêu phẩm màn hình cong Galaxy S6 Edge, máy cũ chỉ còn 8.590.000. S6 cũ chỉ còn 6.790.000. Galaxy Note 3 giá bình dân còn 4.490.000. Cùng rất nhiều sản phẩm Samsung giảm giá khác như Note 4 và S5. Cùng với những khuyến mại thiết thực như là sạc cáp, tai nghe, giá màn hình và ôm lưng đi kèm. Ngoài ra, bộ đôi HTC One M8, M9 đẹp như mới giảm giá sốc lần lượt chỉ còn 3.790.000 và 4.990.000, được tặng kèm sạc cáp chuẩn của HTC, ôm lưng thời trang và giá màn hình từ tính. Siêu phẩm màn hình cong LG G4 giảm chỉ còn 5.290.000. LG G3 phổ cập phân khúc giá 3-4 triệu, chỉ còn 3.590.000, nhận ngay ốp lưng thời trang, gậy chổi tự sướng, dán cường lực và sạc cáp chuẩn LG. Những lựa chọn tốt nhất dành cho việc giải trí đến từ thương hiệu Sony sẽ không thể bỏ qua khi mà Xperia Z4 Nhật mới 100%, unlock code giá giảm sốc tới 700.000, chỉ còn 6.990.000. Siêu phẩm Xperia Z3 rẻ nhất trong các loại Z3, giá không tưởng chỉ còn 3.990.000. Một lựa chọn Z3 khác đó là Z3 T-Mobile cũng chỉ còn 5.290.000. Xperia Z1 và Z1 Compact, hai siêu phẩm giải trí giá rẻ, trở lại với mức giá chỉ 3.490.000 cùng những khuyến mại như dán cường lực, sạc cáp Sony chuẩn. Và cuối cùng không thể không nhắc tới những sản phẩm giá cực rẻ đến từ Trung Quốc đang làm mưa làm gió trên thị trường như Meizu M4 Pro, Xiaomi M14, Xiaomi Redmi Note 3, Redmi Note 2 hay là Redmi 3 đang có giá cực tốt. Đây là những lựa chọn không thể bỏ qua ở tầm giá từ 3-4 triệu. Và trên đây là tổng hợp tất cả chương trình khuyến mại ưu đãi lớn dành cho khách hàng từ ngày 28 tháng 3 đến 31 tháng 3 năm 2016 tại các showroom của Diệu Thông Minh trên toàn quốc nhân dịp mừng sinh nhật 1 năm của showroom 602 Lê Hồng Phong. Chúc các bạn chọn được một sản phẩm ưng ý nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình khuyến mại lần sau.